Đây là gói SuperNet 5 này. 430.000 một tháng. Speed test xem nào. Gần 400 mê, 388 mê. Đây là gói SuperNet 5 430.000, đóng 6 tháng được tặng 2 tháng. À, được là tặng thêm hai truyền hình à? Hai truyền hình với hai cái con wifi phụ nữa. Đấy, em Luyến 18 tuổi. 9 giờ đêm rồi mà vẫn còn ở đây. Đây, cục wifi đấy. Đấy, nhân vật của năm. Kiếm được cái thuê bao 600 mét. Không có cột điện nào. Đúng hai cái cột. Một cột ở đây, một cột bên kia. Còn từ đây lên tít ngọn núi trên kia là chả có cột nào. Đi theo vườn keo. Đấy. Phấn khởi quá cho ba lon bò húc. Đây. Đây đây tầm đấy đây. Em đừng buộc qua dây điện. Buộc hẳn nó riêng ra. Đừng buộc theo dây điện. Có cái dây điện đây, em đừng buộc cũng buộc theo nó. Đây. Không, ở vòng vòng bên trong. Phụ huynh nhìn xem. Đẹp trai không? Hả? Không không, em có mấy cái dây điện em đang buộc qua nó đây. Có người yêu rồi, mẹ vợ xinh lắm, thế thôi nhá. Mệt quá. Đâu chân ạ? À? Đây có hai cái dây ở bên ngoài này này, bên bên này này. Bên bên của anh này này. Đấy hai cái chỗ tay em đấy đây. Đừng đừng buộc qua cái mình đừng buộc. Em Luyến nói gì đi. Mệt á? Chưa làm gì đã mệt. Hot girl Luyến. Luyến cô nương. Sao lại xé đi? Em buộc cái này anh Nguyễn nhá. Ờ. Có con của nhà mình đấy đâu mà xé à? Chát lại không anh? Ờ, buộc chặt vào. Chú nhà mình đây mà để lại mà. Đấy. Dây thừa kệ nó phải không anh? Ờ, dây thừa nếu mà có kìm thì cắt đi. Chị cũng chả hiểu chị vô duyên với camera vãi. Sao? Đó là ông ấy bảo ông ấy lắp cam tự nhiên ông ấy lòi đâu ra mấy cái mắt cam cũ của ông ấy vậy. Mình toàn lừa anh em. Chị lừa gì kéo đâu. Thứ bảo nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Sau gần một tiếng đồng hồ thì anh em đã kéo được đâu, xem nào bao nhiêu mét rồi nhỉ. Bốn trăm tám mươi mét. Mệt không nói được. Đây, bây giờ em đang ở đây. Chạy sang đây. Lên trên này. Sang đây 200 mét nữa thì đến nhà khách hàng. 197 200 mét. 200 mét dây nữa. Má kéo xa quá. Anh
ơi. Hey, nó nói rồi. Hả? Em bị chọc lông túi đấy. Lập vào. Hả? Xuống là. Bị chọc lông túi á? Em buộc như nào đây? Không, vòng 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 đi. À nếu thì thôi, đây lấy bằng dính quấn tiếp một lần nữa. Sát chỗ em đi. Đây. Ừ, đây. Nào đây nhá. Đây đây em ơi. Ờ. À. À cái sào hình như bên kia hay sao? Xong em chọc qua đây nhá. Xong chọc qua đây này. Xong tí nữa buộc ở đây. Ờ chọc qua đi theo cái dây điện đây. Cột hơi bị siêu đấy. Đây là gói SuperNet 5 này. 430.000 một tháng. Speed test xem nào. Gần 400 mb, 388 mb. Đây là gói SuperNet 5 430.000, đóng 6 tháng được tặng 2 tháng. Lại thêm được
À được tặng thêm hai truyền hình à? Hai thiết bị truyền hình và hai cục mét. Hai truyền hình với hai cái con wifi phụ nữa. Liên hệ với em Luyến 18 tuổi. Đấy, em Luyến 18 tuổi. 9 giờ đêm rồi mà vẫn còn ở đây. 9 giờ vẫn còn đang họ ở đây. Đây, cục wifi đấy ạ.